Rồi chào anh em nha. Thì hôm nay em Dân đang trên đường đi làm về. Hôm nay cũng là một buổi thứ bảy nhẹ nhàng nha mọi người. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh em một cái chủ đề, đó là chúng ta có nên nâng cấp cái giảm xóc của chúng ta cho nó êm ái hơn nha. Thì cái này thì em nghĩ là cũng tùy mỗi người, mỗi nhu cầu, mỗi mục đích sử dụng xe của các anh tài xế thôi. Ví dụ như là anh em mà chạy dịch vụ, hay là anh em chạy, nói chung là có cái để chạy thôi á, thì thay phục chỉ để không quan trọng là nó êm hay gì hết, để phục vụ mình có chạy được là chạy thôi, thì cái đó em thấy em ok. Cái đó là mình có thể là mình sẽ không cần phải thay giảm xóc nâng cấp làm gì, mình xài lại phục zin là thấy ok rồi. Nhưng mà cũng sẽ có một số phân khúc khách hàng người ta cần cái độ êm ái cho xe, tại vì xe người ta nhiều lúc cũng chở gia đình. Cái thứ hai là phải phục cái người ta coi xe là cái phương tiện để phục vụ mình cho nó êm ái, cho nó mang lại cái giá trị tinh thần đi xe là phải sướng đấy, chứ không phải là đi xe cứ sóc 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 xong người ta lại mang cái bực dọc vào mình đấy. Thì cứ tùy vào nhu cầu khách hàng thôi, nhưng mà theo em, theo cảm quan cá nhân của em nè, thì chúng ta nên nên nâng cấp cái giảm xóc nào mà nó êm ái một chút, chứ không phải là em bán phục phục rồi em lại nói hay phục đâu. Không, ra là em lái cũng nhiều loại xe rồi, xe từ xe Nhật, xe Hàn, xe Mỹ, xe Đức là em đi cũng khá là đầy đủ. Thì hầu hết là các tình trạng là phục zin của xe thì nó hơi cứng. Anh em biết không, hầu như cái phục xe của dòng xe sẽ được hãng nó cắt giảm chi phí, cho nên phục nó chỉ ở mức là tạm được thôi. Nếu anh em muốn êm ái hơn thì bắt buộc chúng ta phải chọn những cái dòng phục nó xịn hơn, thì tất nhiên là giá nó sẽ mắc hơn rồi. Thì quay lại với câu chuyện là chúng ta có nên nâng cấp không, thì em nghĩ là nên. Tại sao? Khi anh em lái xe đường dài á, thì anh em sẽ thấy cái độ mà quan trọng của cái phuộc. Đi đi trên cao tốc đi, anh em đi 4 5 tiếng, 5 6 tiếng liền mà xe chúng ta cứ bồng bềnh nó nhịp nhịp, thì lúc đó là người ngồi sau rất là dễ say xe, người đi theo cực kỳ dễ nha. Anh em lái xe có thể anh em ít cảm nhận được, nhưng mà người ngồi sau á, là đúng là cái nỗi đau người ta luôn á anh em. Đấy, cho nên là hầu như anh em nào đi gia đình ấy, là lắp đặt phục ten bên em rất là nhiều để cho có cái trải nghiệm êm ái. Vâng. Còn hầu anh còn đối với các anh em mà chạy xe công nghệ đi, đấy thì anh em cũng lắp bên em rất là nhiều, tại vì người ta là người đi nhiều nhất, người ta cảm nhận cái xe nhiều nhất. Nhưng mà khi mà người ta đi nhiều thì tất nhiên là cái phục người ta sẽ phải nhanh xuống cấp, thì lúc đó người ta lại chọn phục bên em nhiều, nó bền trên 5 năm. Ngoài ra là khi mà mình đi êm mà mình phục vụ khách hàng tốt thì khách hàng còn bo cho các anh em, đúng không? Thì mình lại mang lại cái giá trị dịch vụ hơn là những anh em khác không 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 có cái phục êm ái. Đấy, thì em thấy cảm quan của em là vậy là quá ok. Chứ mình đi xe mà mình cứ tưng tưng tưng, anh em cứ nghĩ đi, anh em đi xe mà nó cứ tưng 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 là cộp lộp thì đi 2 30 cũng gắn sóc, mà đi lên cao tốc nó bồng bềnh. Thì đúng là nếu mà mình không biết thì thôi, chứ mình mà biết là mình ức chế lắm, ức chế. Mà mình thay lại phục nguyên bản thì nó cũng thế, đúng không? Thì đó là lý do chúng ta phải nên tìm một cái giảm xóc khác để nó êm hơn. Thì không biết là anh em có cùng suy nghĩ với em không, thì anh em cứ để lại một cái comment để cho em biết ha. Thật ra là tất nhiên là mình phải bỏ tiền ra mình mua giảm xóc xịn thì tất nhiên nó phải êm hơn rồi, chứ nếu mà anh em mua giảm xóc mà bỏ tiền ra mà không êm nữa thì thua đúng không anh em? Đấy, rồi hôm nay em có một cái chia sẻ nho nhỏ với anh em như vậy. Rồi chào anh em nhé.